Lại nè, bây giờ một cái là hồng cánh sen, một cái là xanh lá chuối đúng không? Rồi, ok. Bây giờ thứ nhất là cái thêm của mình đó nha, cái thêm chấm mít email của mình đó. Bây giờ cái colorimetry của mình đó, bây giờ mình sẽ cho nó là thành xanh lá chuối, được không? Là có nghĩa là đối với cái thêm màu sáng á, thì nó sẽ là xanh lá chuối nha. Rồi, tiếp tục là bây giờ mình qua cái thêm, cũng là cái thêm chấm mít email luôn, nhưng mà nó có cái chữ nai. Nó có chữ nai nè. Thì trong này nó cũng sẽ có cái customize này, các bạn sẽ thấy ha, customize your duct theme here, có nghĩa là mình sẽ custom vô trong này thì cũng là cái colorimetry luôn, các bạn thấy ha, cũng là colorimetry luôn, nhưng mà thay vì là xanh lá chuối thì mình để nó là hồng cánh sen, được không? Rồi bây giờ mình chạy lên thử nè. Ủa mày có cái gì mà để cho nó chạy lên không ta? Để tí mình add vô một cái cho các bạn dễ thấy. Rồi đây, đây ha. Các bạn để ý nha. Bây giờ tạm thời các bạn sẽ để ý á, là cái colorimetry đó là nó sẽ tương ứng một cái thằng, nó được gọi là status bar. Status bar nha. Anh tí nữa em gọi lại, tí nữa em gọi lại. Đang dậy, tí nữa em gọi lại. Rồi. Các bạn thấy cái status bar là cái thằng ở phía trên này, là cái thằng mà nó có cái icon của pin đồ đó, pin wifi rồi đó, thì cái thằng đó được gọi là status bar. Các bạn thấy cái status bar này nó đang màu xanh không ha? Cái thằng này nó đang màu xanh nè, tại vì là nó đang trùng cái màu của background này. Đây bây giờ mình comment like cái background này lại nha. Ấy chết, mình bỏ kiểu dài không được, mình bỏ phải kiểu dài này. Rồi ok, chạy lại nha. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ biến thành màu xanh lá cây. Đó, cái thằng này nó đang màu xanh nha, cái này đang màu trắng nè. Thì bây giờ khi mà các bạn chạy lên á, thì cái thằng này nó biến thành màu xanh. Các bạn thấy không? Thì tại vì là cái này là nó là colorimetry á. Colorimetry. Các bạn sẽ thường thấy cái thằng status bar này mà nó có thể đổi được cái màu á, là cái thằng Lazada á. Lazada có một thời kỳ là cái banner của nó chuyển màu gì là cái status bar nó chuyển màu đó luôn. Đó, thì cái thằng này đã đang màu xanh. Tại vì sao? Tại vì là cái thằng này nè, trong setting của mình nha, cái mod của mình á là nó đang là light. Cái mod nó nằm ở đâu ta? Đây, thôi tôi thấy rồi. Đây, các bạn thấy cái đắt thêm này nè, mình đang off đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là nó là màu xanh. Bây giờ mình mở nó lên. Đây, nó đang màu đen rồi đúng không? Thì khi mà các bạn quay về cái ứng dụng của mình, đây, quay về ứng dụng nha. Đó, nó biến thành màu hồng cánh sen liền. Đó, thì cái thằng thêm này là cái thằng để nó có thể quản lý được cái việc này. Đó, thì sau này á, ví dụ như là những cái icon, idol hoặc là những cái màu sắc bên trong cái ứng dụng của mình á, là mình sẽ sử dụng cái thêm này để mình có thể thay đổi cái màu nếu như các bạn thích. Còn nếu như mà các bạn không thích cái việc mà các bạn chia ra là cái chế độ đen, chế độ dark, cái chỗ đồ light á, thì các bạn hoàn toàn có thể là gì, không có can thiệp tới ở trong cái theme này. Đây ví dụ như ở đây mình comment like mấy thằng này lại nè. Comment like có nghĩa là mình sẽ không sử dụng cái đoạn code đó đúng không? Đó, thì khi mà các bạn chạy lên nè, cho dù là nó là dark mod hay là light mod gì đó thì nó vẫn là cái màu bình thường của mình. Đó, đó chính là cái màu tím tím này nè. Đó là ban đầu khi mà mình tạo cái project ra thì cái màu này là cái màu mà mình thấy ha. Thì khi mà các bạn đổi nó lại thành light mode á, thì nó sao, nó vẫn là cái màu tím đó luôn, nó không khác gì hết. Rồi light mode ha, thì cái thằng này nó sẽ đổi cái màu ở bên trong thôi, còn cái thằng này nó vẫn giữ nguyên cái màu của mình đấy ha. Đó thì nó, cái này là mình sẽ nói thêm cho các bạn ha, được không ạ? Được không? Ý kiến gì không? Ừ, hỏi đi. Trời ơi, nó lên nó demo luôn hả? Ô là trời, ghê vậy. Ví dụ như mấy cái app bên ngoài này, em vô trong đây, em dùng cái biểu tượng theo chủ đề này, thì mấy cái app nó sẽ thay đổi gì? Ok, rồi, về chỗ. Rồi, là có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn hỏi á, là bây giờ á, là bạn có một cái ứng dụng, bạn sẽ, có nghĩa là cái ứng dụng đó nó sẽ thay đổi cái giao diện của mấy cái icon á, đúng không? Mấy cái icon của cái điện thoại á, thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Thì khi mà các bạn thay đổi những icon đó là các bạn đang đụng tới hệ thống nha.
thì cái hệ thống á, nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là gì? Sẽ có một số cái icon mặc định, hoặc là cái ứng dụng đó nó có cái bộ icon sẵn, thì cái giao diện nó mới đổ được. Và để mà cái theme đó nó hoạt động á, thì nó phải đưa toàn bộ những cái theme đó vô trong cái hệ thống máy của mình, thì nó sẽ yêu cầu cấp quyền. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn mở bật một cái ứng dụng mà cái vụ mà cấp quyền, mà cái vụ mà add mấy cái theme hay là những cái widget lên á, là nó đòi quyền ngay lập tức luôn. Nó có thể là đòi quyền truy cập cài đặt, đòi quyền truy cập file, đòi quyền truy cập camera, vị trí gì đó, để nó có thể thực hiện những cái widget đó. Thì những cái thằng đó là các bạn sẽ set up, có nghĩa là cái thằng đó nó là set up những cái cài đặt của cái hệ thống thôi, những cái hệ thống thôi. Còn cái thằng ứng dụng đó là nó không có quyền gì hết trơn nha, nó không có quyền gì hết, mình phải cấp quyền rồi sau đó là mình mới sử dụng được những cái theme đó được. À, thì về cái phần cấp quyền á, thì mình sẽ học trong những cái bài sau. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ có thể cấp được quyền. Ví dụ như là các bạn thường thường các bạn vô bản đồ á, các bạn sẽ ngay cái lần đầu tiên á, nó sẽ đòi cấp quyền vị trí này. Hoặc là ví dụ như là các bạn truy cập vô một số cái thằng mà các bạn muốn chụp ảnh á. Ví dụ như các bạn đào mấy cái app chụp ảnh về, đúng không? Rồi các bạn nhấn vô một cái là lần đầu tiên nó hỏi là mình có cho phép truy cập camera hay không, truy cập file hay là không. Thì cái đó là mình phải liên quan tới quyền. Đó. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái xanh lá chuối này một xíu nha. Rồi bây giờ nó như thế này. Nãy giờ á là mình có cái linear, đúng không? Nãy giờ là mình có cái linear nè. Bây giờ mình có một cái background rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ có thêm một cái thằng nữa, mình sẽ ôn tập lại bên một xíu về HTML. Nó sẽ có một cái thằng. Đó là đầu tiên, đó chính là thằng Margin. Margin. Rồi, Margin nó là cái gì? Margin nó là cái gì? Margin, Margin nó là cái gì? Margin là gì mà padding là gì? Wow, xuất sắc chưa? Margin là padding là Margin là gì? Lề trong lề ngoài hả? Ừ, ok, lề trong lề ngoài, ok. Mình bạn nói như vậy là ok, mình hiểu đó, nhưng mà các bạn khác có hiểu là lề trong lề ngoài nó là gì không? Rồi, ok ha. Rồi. Bây giờ mình nói về lại margin nha. Margin nó chính là khoảng cách giữa những cái item với nhau. Những cái item với nhau ha. Ví dụ như là ở trong lớp, đúng không? Hai bạn ngồi với nhau á, thì khoảng cách giữa hai bạn á, nó chính là margin. Khoảng cách giữa hai bạn chính là margin. À, giữa cái bàn với cái ghế nó chính là margin. Được không? Margin là nó chính là cái lề ngoài mà bạn mới nãy ở bên dưới nói đó, lề ngoài đó, có nghĩa là gì? Khoảng cách giữa hai cái đối tượng á là margin. Margin nha. Rồi, còn cái padding đó là gì? Nó chính là khoảng cách của nội dung bên trong. Nội dung bên trong nha, nó chính là nội dung bên trong của một cái widget. Của một widget ha. Rồi. Mình sẽ tới cái widget, tí nữa mình sẽ demo cái về cái thằng button á, cái nút á, thì các bạn sẽ hiểu rõ về cái margin với padding hơn. Bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ margin cái thằng linear này cho các bạn xem ha. Bây giờ mình gõ cho nó một cái margin, đó. Margin thì ở bên trong thằng Android nó sẽ là layout xếp gạch margin ha. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn margin, được không? Rồi, ví dụ như ở đây mình chọn cho nó là 10 dB. À thôi, 10 dB thì nó nhỏ quá. 40 dB. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Cái thằng layout này nè, layout này nó sẽ thu nhỏ lại. Còn cái thằng màu trắng trắng này nè, màu trắng trắng này nè, nó chính là gì? Nó chính là khoảng cách giữa cái thằng layout này Với cái gì? Với cái màn hình điện thoại ha. Thì các bạn phải nắm cho mình rõ ngay cái chỗ này, đó là gì? Layout cha, có nghĩa là cái layout bên ngoài này nè, nó không phải là kích thước của màn hình điện thoại nha. Nó không phải là kích thước của màn hình điện thoại ha. Nó là kích thước của cái thằng layout này thôi, chứ nó không phải là kích thước màn hình điện thoại. Đây, mình margin nó vô 40 thì cái kích thước điện thoại nó đâu có giảm ha. Kích thước của cái màn hình điện thoại nó đâu có thụt xuống là còn bao nhiêu inch đâu, đúng không? Mà nó chỉ thụt cái layout này thôi. Và khi mà mình sử dụng cái layout margin này, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ cách đều bốn cái cạnh trên dưới trái phải luôn.
là mỗi cạnh nó sẽ cắt 40 dB. 40 dB nha. Rồi vậy thì bây giờ mình không thích là cắt cả bốn cạnh, bây giờ mình muốn là cắt mỗi cái cạnh trên thôi. Mỗi cái cạnh trên thôi mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ có một cái thằng nó được gọi là mật kín luôn. Nhưng mà thay vì mình giữ mật kín không thì mình sẽ có là mật kín top. À, thì ở trong Android nó sẽ chia làm bốn hướng trên dưới trái phải, nó sẽ là top, bottom, left và right. Hoặc là các bạn có thể nghe cái từ left và right á, là thay vì người ta sử dụng left và right thì hiện tại bây giờ người ta sẽ sử dụng hai cái thằng khác, đó là star với end. Star với end nó cũng là trái với phải đó. À, nhưng mà bây giờ người ta sẽ không có sử dụng left right nữa mà người ta sẽ sử dụng là star với end. Thì thay vì các bạn là gì? Mật kín left thì bây giờ các bạn sẽ là mật kín star. Thì nó sẽ là quy định cái trái, còn mật kín end thì nó sẽ là giống như là mật kín right vậy đó. À, nó sẽ là quy định cái bên phải ha. Rồi ví dụ như ở đây mình muốn là cắt cái khoảng ở phía trên. À, vậy thì nó sẽ là mật kín top, đúng không? Mật kín top. Đó, layout mật kín top. Rồi ví dụ như ở đây mình để nó là 30 dB. Đó, ngay lập tức là nó thuộc cái bên bên trên vô 30 dB ha. Rồi, mình tiếp tục là gì? Bây giờ mình muốn là gì? Nó cắt cái thằng bên phải 50 dB. Thì bây giờ mình làm sao? Đúng. End, đúng không? Vậy thì nó sẽ là gì? Mình enter xuống hàng thôi, mình sẽ là margin end 50 dB. Đó, các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ cắt 50 dB. Có nghĩa là gì? Mình có thể là gì? Linh động trong cái việc là gì? Là mình margin nó ha, margin nó ha. Sao? Hay vậy quá, kệ nó đi, từ từ tính. Trời ơi, đang giảng bài mà. Tưởng cái gì? Rồi, ok ha. Đó, ha, margin end. Rồi, ok ha. Và tương tự như vậy, ví dụ như các bạn muốn là margin star, nó là chính là cái chữ left á, các bạn thấy ha, nó vẫn để cái left với right bình thường, các bạn có thể sử dụng như bình thường nha. Đây, ví dụ như các bạn muốn là left đi thì các bạn khi mà các bạn để margin left nha, mình để cho nó là ví dụ như là 30 dB đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là gì? Đây, nó sẽ tự động nó tô màu vàng lên. Và cái này nó không ăn. Nó không ăn nữa. À, mà thay vì đó là các bạn để nó là chữ star. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó ăn liền. À, đó, thì có nghĩa là nó đang dần thay thế cái chữ left với right á thành cái chữ star và cái chữ end rồi. À, thành chữ star với chữ end để các bạn có thể là dễ hình dung hơn là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của nó nha. Rồi, ok, được không ạ? Được không? Rồi, cái đó là mật kín nha. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái thằng này. Bây giờ các bạn sẽ thấy nè. Đây. Bây giờ mình sẽ có một cái thằng bây giờ mình thử ra, mình thử nha. Bây giờ mình xóa cái margin đi hết nha. Rồi, bây giờ cái cách mà mình tí nữa cái vụ match parent with content này á là mình sẽ nói sau nha, mình sẽ nói vô trong cái test view luôn. Bây giờ mình sẽ tới cái test view nè. Bây giờ nó như thế này. Quy tắc khi mà các bạn thiết kế một cái giao diện trên Android á thì bắt buộc tất cả cái layout nào cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái thằng layout cha. Layout cha nó chính là cái thằng bên ngoài cùng nè. Đây, cái thằng line layout này nó chính là cái thằng layout cha. Ha, và tất cả các thành phần bên trong của cái giao diện đó thì mình đều phải xử lý ở bên trong của thằng này. Thế nên là các bạn sẽ thấy á, khi mà các bạn tạo một cái project mới, các bạn vô cái activity sheet gạch men của mình á thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái thằng layout cha của mình nó sẽ là constraint layout, đúng không? Mặc định nó sẽ là constraint layout và bên trong đó nó sẽ có một cái test view, và cái test view đó nó có cái test tên là hello world. Đó, có nghĩa là gì? Cái cách thiết kế của cái thằng Android này là nó bắt buộc nó phải như vậy. Có nghĩa là mình cần phải có một cái thằng layout cha để nó làm chủ, và những cái thành phần sắp xếp được ở trong cái giao diện đó nó phải nằm ở bên trong của cái thằng layout cha đấy. Nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ thử ha. Mình sẽ thử một xíu nha. Rồi, thử một xíu nè. Bây giờ ở trong cái layout cha nha, mình sẽ thực hiện cái thằng widget đầu tiên. Nó chính là một cái thằng, nó được gọi là test view. Test view nha. Rồi, ok, test view bằng cách là gì? Mỗi cách mà các bạn gọi một cái widget á, thì các bạn sẽ mở một cái dấu ngoặc ra. Mở một cái dấu ngoặc lớn bé ra đó, và các bạn sẽ gõ cái tên nó vô. Đó, test view. Đây, test view ha. Đây, cái thằng test view này. Bạn sẽ thấy ha, nó có một cái thằng test view nha. Đó. Thì khi mấy các bạn gõ bất kỳ một cái widget nào ra thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu mình sẽ set hai cái giá trị là width với 2 liền ngay lập tức luôn. À, width với 2 liền ngay lập tức nè nha. Thì mặc định ở đây các bạn sẽ thấy hai cái thằng này nè.
hai cái thằng, một cái là Wrap Content với một cái là Map Parent. Các bạn thấy cái Map Parent nó quen không? Quen đúng không? Cái thằng ở phía trên nó cũng đang sử dụng Map Parent này. Vậy thì cái Map Parent này là cái gì? Mà Wrap Content này là cái gì? Rồi, bây giờ đầu tiên á, bây giờ mình để thử nó là Wrap Content nha, để nó là Wrap Content. Cái thằng hai này nó mình cũng sẽ để cho nó là Wrap Content luôn. Rồi, và sau đó là gì? Mình sẽ đóng cái ngoặc nó lại. Được không ạ? Được không? Ha. Có nghĩa là gì? Mình sẽ set cái width và cái height của nó là Wrap Content hết. Rồi Wrap Content là cái gì á? Là bây giờ mình sẽ biết nè. Rồi, bây giờ để mà mình biết được cái Wrap Content này á, thì bây giờ mình sẽ làm một cái công việc tiếp theo nữa, là mình sẽ set cho nó một cái thuộc tính mà thằng test view này nó có. Nó chính là gì? Nó chính là test. Test view này nó chính giống như là ở bên cái thằng mà Java 2 của các bạn học á, Spring này nó có label đúng không? Nó có label đúng không? Label á. Phải label không? Label đúng không? Ờ, thì cái thằng này là nó là cái test view của mình đó. Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái thuộc tính để mình có thể set được cái nội dung vô trong cái thằng test view này. À, nó chính là cái test. À, nó có cái thằng là test ha. Rồi, vậy thì cái test này mình sẽ ghi cái gì? Ví dụ như là xin chào các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn nha. Đây, các bạn sẽ thấy đây. Nó sẽ là xin chào các bạn này. Được chưa? Ha, xin chào các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn để ý ở đây nè. Thằng xin chào các bạn này nha. Đây, các bạn để ý nè. Trong thằng xin chào các bạn này, các bạn có thấy một cái khung không? Một cái khung màu xanh xanh nó đang bao bọc cái chữ xin chào các bạn không? Mình tắt cái này nha. Đây. Đó, các bạn sẽ thấy này, nó có một cái khung màu xanh xanh này, nó đang bao bọc cái chữ xin chào các bạn đó. Đây ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình thử cái width của mình, nó chính là cái chiều. Chiều gì? Cái width. Chiều ngang ha, chiều ngang nha. Vậy thì bây giờ hiện tại cái width của chiều ngang này nè, mình đang để là Wrap Content. Thì các bạn sẽ thấy là cái thằng màu xanh xanh này nó đang bao bọc nguyên cả cái chữ xin chào các bạn. Bây giờ mình giả sử ở đây mình để cho nó là chữ Map Parent. Map Parent nha. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là cái màu xanh xanh này nè, nó sẽ sao? Nó sẽ full dài ra. Đó, các bạn thấy ha. Đó, nó sẽ full dài ra luôn nè. Các bạn thấy ha, full dài ra nè. Còn khi mà các bạn để cho nó là Wrap Content thì các bạn sẽ thấy là nó thu nhỏ lại nha, thu nhỏ lại ha. Rồi, bây giờ khi mà nó thu nhỏ lại xong, bây giờ ví dụ như là mình không thích chữ xin chào các bạn nữa, mình ghi chữ xin chào không, mình xóa cái chữ xin chào đi, thì các bạn sẽ thấy là cái khung màu xanh đó nó sẽ co lại luôn. À, vậy thì qua cái ví dụ trên thì mình sẽ rút ra được một cái kết quả, đó là gì? Wrap Content nó chính là cái độ dài dựa trên nội dung bên trong của cái widget này. À, độ dài dựa trên nội dung bên trong, có nghĩa là nội dung của nó dài bao nhiêu thì nó sẽ là gì? Nó sẽ co giãn bấy nhiêu. Ha, à, đây các bạn có thể là để cho các bạn rõ hơn á, thì các bạn sẽ thấy đây nha. Mình sẽ set cho nó một cái background. Background nha, mình để cho nó FFF nha. À, cái test view này nó lại không có background chứ. Rồi ok, rồi bây giờ cái test view thì mình để tạm thời như vậy đi ha. Bây giờ mình sẽ qua một cái thằng khác đi, một cái thằng khác để mình chứng minh được cái thằng Wrap Content này. À, đây, bây giờ mình sẽ tạo cho nó thêm một cái thằng nữa mà dễ hơn, dễ chứng minh hơn. Nó chính là một cái thằng nó được gọi là button. Button ha, rồi mình cũng để Wrap Content luôn nha. Rồi ok, các bạn thấy cái button là cái nút này nè. Cái thằng này nó chính là cái nút. Được không ạ? À? Cái nút nha. Bây giờ mình tạm thời mình comment like cái test view này lại nha. Mình để một cái nút thôi. Rồi, cái nút này nó cũng có cái xanh xanh các bạn thấy ha. Nút xanh xanh nha. Bây giờ Wrap Content á thì các bạn sẽ thấy là gì? À, ở đây mình sẽ gán cho nó một cái thuộc tính gọi là test, có nghĩa là cái tên của cái nút đấy nó sẽ hiển thị là cái tên gì. À, ví dụ như là click MD. À, ok. À, click MD thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái nội dung ở bên cái chiều dài của cái thằng này nè. Chiều dài của button này nè, nó sẽ sao? Nó sẽ co giãn vừa khít với cái chữ click MD. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái chữ nữa là đi mà. Đó, thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ co ra thêm một dài, thêm một miếng nữa. Đúng không? Và ví dụ như ở đây mà mình để chữ click không thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó bóp gọn lại. Ha, cái chiều dài của cái button nó bóp gọn lại. Vậy thì khi mà mình để gì? Mình để này là map parent. Map parent ha, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Cái nút của mình á nó sẽ full 100% luôn so với cái thằng parent. À, thì khi mà các bạn đọc hai cái thằng này nè thì các bạn có thể hình dung được ngay. Map parent, map có nghĩa là gì? Là khớp đúng không? Khớp với parent. Parent nó có nghĩa là gì các bạn? Cha. Có nghĩa là gì? Nó khớp với thằng cha, có nghĩa là mình set cái
chiều dài của cái thằng này khớp với thằng cha. Vậy thì thằng cha nó là thằng nào? Nó chính là thằng linear này, đúng không? Thằng cha có nghĩa là cái thằng mà bọc nó. Thằng cha là cái thằng bọc nó. Vậy thì mass parent có nghĩa là gì? Nó khớp với thằng cha. À, nó khớp với thằng cha nha. Đây, bây giờ mình xét lại cho cái thằng cha cái màu xanh lá chuối này cho các bạn xem. Xanh lá chuối này. Đó, các bạn sẽ thấy nè, cái thằng cha hiện tại á, thằng cha hiện tại nha, là nó đang full màn hình đúng không? Nó đang full màn hình. Thế nên là gì? Cái button này nó mới mask với thằng cha là gì? Nó cũng full ra cái màn hình luôn. Nhưng mà khi mà thằng cha này nè, mình bóp nó lại, ví dụ như là mật gain, mình bóp nó lại là 20 dB thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái thằng này nó cũng sẽ bóp lại theo luôn. Nó bóp theo thằng cha ha, có nghĩa là gì? Mask parent có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dài của thằng cha. Thằng cha nó có bao nhiêu thì nó sẽ khớp với độ dài của thằng cha luôn. À, thằng cha nó bóp là 20 dB thì sao? Nó cũng sẽ tự động, nó sẽ cũng bóp lại cho vừa khít 20 dB như thằng cha luôn. Các bạn hiểu không ạ? Ha. Thế nên là cái chỗ mask parent này nè, các bạn phải lưu ý giúp mình nha, các bạn phải phân biệt giúp mình là cái mask parent này nó không phải là full bằng với cái kích thước giao diện đâu. Nó không có full như kích thước giao diện, mà nó sẽ là gì? Mask parent là nó sẽ full theo kích thước của thằng cha. Phụ thuộc vào thằng cha đó ha, phụ thuộc vào thằng cha ha. Và tương tự như vậy luôn, với cái 2 này cũng vậy luôn. Cái 2 này hiện tại nó đang là wrap content, có nghĩa là gì? Nó sẽ phụ thuộc vào nội dung bên trong của thằng này, đúng không? À, nội dung của thằng này nó càng dài thì sao? Nó sẽ càng bự ra. Còn nếu như mà ở đây nè, cái 2 này mà các bạn để nó mask parent thì sao? Nó sẽ phụ thuộc vào thằng cha luôn. Đây, mask parent. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ full ra y chang như thằng cha luôn, theo kích thước của thằng cha luôn. Đó, được không ạ? Được không? Các bạn nào có thắc mắc gì ngay cái chỗ mask parent và wrap content nào không ạ? Không đúng không? Ok ha. Vậy thì ngoại trừ cái việc mà các bạn sử dụng mask parent và wrap content á, thì các bạn có thể hoàn toàn là các bạn có thể set một cái số mặc định vô trong cái button này luôn. Bất kỳ cái widget nào cũng được luôn nha. Ví dụ như bây giờ các bạn không thích mask parent wrap content, mà các bạn thích là gì? Cái button này á, là cái chiều dài của nó là 100 dB, còn chiều rộng của nó là 50 dB, thì các bạn có thể hoàn toàn set được luôn nha. Đây, 100 dB, 50 dB. Đó, nó sẽ co giãn theo luôn. Đó, co giãn theo ha. Ví dụ như ở đây mà 50 dB nó bự, nó ít quá mình để nó 500 dB. Đó, các bạn sẽ thấy là gì? Nó cũng sẽ co giãn theo được. Ha, co giãn theo được cái kích thước khi mà mình set cứng ha. Nhưng mà thông thường á các bạn, thông thường khi mà sau này các bạn ra mà các bạn làm Android á, làm bất kỳ một cái ngôn ngữ nào cũng vậy, thì ít khi nào mà nó sẽ set cứng một cái kích thước nào đó lắm. Đố các bạn tại sao? Đúng rồi, đúng. Nó chính là gì? Nhiều màn hình, nhiều kích thước màn hình. Thì khi mà các bạn sao? Kích thước màn hình nha, ngoại trừ cái việc kích thước màn hình ra, thì khi mà các bạn nhìn cái màn hình như vậy á, mặc dù hai kích thước khác nhau, hai kích thước giống nhau nha, hai kích thước màn hình giống nhau, nhưng mà nó có thể hiển thị khác nhau. Tại vì sao? Tại vì sao? Hai kích thước giống nhau luôn. À, điện thoại A nó cũng là 5 inch, điện thoại B cũng là 5 inch luôn, nhưng mà một cái thiệt bự, một cái thiệt nhỏ. Một cái button thiệt bự, một cái button nhìn vô thiệt nhỏ luôn, cài hai cái ứng dụng y chang nhau luôn. Tại vì sao? Đúng rồi, do cái DPI đó, nó chính là gì? Mật độ điểm ảnh. À, nó sẽ có tính thêm một cái thằng nữa, nó chính là mật độ điểm ảnh nữa. À, mật độ điểm ảnh càng nhỏ, càng nhiều á, mật độ điểm ảnh càng nhiều thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái hình ảnh của mình càng sắc nét. Thế nên là các bạn sẽ thấy là gì? Thường thường khi mà các bạn xem quảng cáo TV này hay là quảng cáo điện thoại á, thì ngoại trừ cái việc là gì? 5,5 inch thì nó sẽ có thêm một cái thằng nữa là gì? Cái màn hình đó là Full HD hay là 4K hay là 2K đó. Thì Full HD, 4K, 2K nó chính là mật độ điểm ảnh. À, mật độ điểm ảnh ha. Vậy thì đối với cái mật độ điểm ảnh càng nhiều, có nghĩa là cái chất lượng cái hình ảnh nó càng cao á, thì khi mà các bạn set cái thuộc tính DB như thế này nè, DB nó đang phụ thuộc vào mật độ điểm ảnh ha, phụ thuộc vào mật độ điểm ảnh. Thì các bạn, nếu như giả sử như các bạn set là 100 DB đi, 100 DB có nghĩa là gì? Là một, nó sẽ có 100 cái điểm ảnh trên một cái pixel á, trên một cái pixel nha. Vậy thì đối với cái thằng mà Full HD đi, thì nguyên cả cái màn hình ví dụ như là nó chỉ có ví dụ như 100.000 điểm ảnh thôi, thì 100 thằng này thì nó sẽ full rộng ra.
Còn nếu như mà cái thằng đó mà 4K đi thì nó ví dụ như nó có 5-6 triệu điểm ảnh đi thì sao? Thì cái thằng này mặc dù nó là 100 dB nhưng mà sao? Nó sẽ bóp nhỏ lại ha, tại vì là mật độ điểm ảnh nó nhiều thành nên là sẽ bóp nhỏ lại. Thế nên là nó sẽ ít khi nào mà nó set những cái kích thước á là bằng cái một cái con số chính xác lắm, mà nó sẽ sử dụng cái cách mà mình ước lượng là mình sẽ có thể sử dụng map parent red content này, hoặc là trong thằng qua bài hôm sau á các bạn sẽ học về thằng layout á, thì mình sẽ có về một số cái tỷ lệ nữa, mình sẽ sử dụng cái tỷ lệ để mình có thể là so sánh để mình có thể là cân đối được giữa cái màn hình của mình ha. Rồi đấy, đó là về cái wrap map parent red content ha. Rồi ví dụ như ở đây mình để nó lại red content nha. Rồi red content ha. Rồi bây giờ button thì mình tạm thời mình để đó nha. Bây giờ mình sẽ quay về lại cái test view. Quay về lại test view nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy, nhận ra một điều, nó sẽ như thế này nè. Như thế này ha. Đầu tiên á, mình có một cái test view, mình có cái chữ xin chào ở đây. Các bạn thấy ha, nó có một xin chào ở đây nè. Sau đó mình tạo cho nó một cái button ở đây. Thì nó lại gì? Nó sẽ hiển thị ra được một cái button. Nó sẽ cùng hàng với cái thằng xin chào của mình. À, cùng hàng với thằng xin chào của mình. Rồi, vậy thì bây giờ mình mong muốn á, mình mong muốn ha, mình mong muốn là cái thằng xin chào này nè. Nghe. Mình mong muốn cái thằng xin chào này và cái thằng nút của mình á, cái button của mình á, nó sẽ được sắp xếp theo chiều dọc. Sắp xếp theo chiều dọc có nghĩa là gì? Hiện tại hai cái thằng này nó đang được sắp xếp theo chiều ngang nè, các bạn thấy không? Nó đang là trên cùng một hàng. Bây giờ mình muốn đưa cái thằng button này mình đưa xuống phía dưới của cái thằng xin chào. Thì mình sẽ làm như thế nào? Ha, mình làm như thế nào ha? Thì ở trong cái thằng này á, cái bài này á, là thực chất cái bài này là nó nằm ở trong bài layout á, nhưng mà mình sẽ nói thêm một xíu nữa để cho các bạn làm cho nó dễ ha. Đó là cái thằng linear này nè. Linear này nó sẽ có một cái thuộc tính đặc biệt. Hôm sau mình học, mình sẽ có một cái bài về cái linear này để cho các bạn hiểu rõ ha. Thằng linear này nó sẽ có một cái thuộc tính đặc biệt. Nó quyết định xem thử những cái widget bên trong á, là những cái thành phần bên trong á, con của nó, nó sẽ được sắp xếp theo chiều nào ha. Nó sẽ có hai chiều, đó là sắp xếp theo chiều ngang, có nghĩa là cái thằng này đây nó đang sắp xếp theo chiều ngang này, và cái chiều thứ còn lại nó chính là sắp xếp theo chiều dọc, có nghĩa là mình sẽ sắp xếp những cái widget này theo chiều dọc ha. Rồi vậy thì ở trong cái thằng linear này nó sẽ có một cái thuộc tính ở đây nha, ở đây nè, nó sẽ có một cái thuộc tính nó được gọi là orientation ha. Đây nè, orientation. Orientation ha. Rồi thì orientation này nó sẽ có hai cái giá trị, một là vertical, hai là horizontal. Thì vertical nó sẽ là sắp xếp theo chiều dọc và horizontal nó sẽ là sắp xếp theo chiều ngang. Đây ví dụ nha, mình set cái orientation này là vertical thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì, hai cái thằng này nó sẽ sắp xếp theo chiều dọc ha. Còn nếu như mà các bạn thay đổi cái thằng này nè mà thành là horizontal thì các bạn sẽ thấy là gì, nó sẽ sắp xếp theo chiều ngang. Vậy thì cái thằng linear này nè, mặc định khi mà mình không set cái thuộc tính orientation thì mặc định nó sẽ sắp xếp theo chiều ngang. Nó chính là cái orientation này là horizontal đó. Thế nên là các bạn thấy là khi mà mình set horizontal thì các bạn sẽ thấy là gì, nó không có thay đổi gì hết trơn, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn để cái horizontal này mình để nó thành là vertical thì ngay lập tức là gì, nó sẽ sắp xếp những cái chiều dọc. Vậy thì cho dù bây giờ các bạn tạo ra bao nhiêu cái widget đi chăng nữa, có nghĩa là các bạn thêm bao nhiêu cái widget vô trong cái linear này thì nó đều sẽ sắp xếp theo chiều dọc hết ha. Đây các bạn có thể copy ra, các bạn xem nè, đây mình copy ra nha, mình copy cái text view với lại cái button ra nè. Đấy các bạn thấy ha, nó sẽ sắp xếp theo chiều dọc liền ngay lập tức luôn đó. Bao nhiêu cái thì nó sẽ sắp xếp bấy nhiêu lần đó ha. Đó rồi ok ha. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết từng thằng. Bây giờ đầu tiên là cái thằng test view này. Bây giờ trong thằng test view này nó sẽ có những thuộc tính gì ha? Trong thằng test view này nè, nó sẽ có những thuộc tính gì? Rồi ngoại trừ cái layout width và layout height là hai cái thằng mặc định ra, thì mình sẽ có được một cái thằng đầu tiên mà mình biết được. Đầu tiên nó chính là xin chào, nó là chính là cái test đúng không? Cái test ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý thêm một xíu nè. Bây giờ mình muốn là cái size chữ của mình á nó bự lên thì mình sẽ có thuộc tính gì?
đúng không? Thì mình sẽ có một cái thuộc tính nó tên là phòng size, test size. Test size ha. Rồi đây. Nó sẽ có một cái thuộc tính tên là test size. Rồi, test size ở đây. Lưu ý nè, đặc biệt nha. Đặc biệt cái test size này. Đặc biệt cái test size này á, ngoại trừ cái thuộc tính này ra thì đa số những cái thuộc tính còn lại khi mà các bạn sử dụng nói về cái kích thước á là các bạn sẽ thường sẽ sử dụng về DB, đơn vị tính của nó là DB. Nhưng cái size chữ các bạn sẽ sử dụng một cái đơn vị khác, nó tên là SB. À, nó sẽ tên là SB ha. Rồi tại vì sao nó lại có hai cái thằng phân biệt như thế này thì nó cũng sẽ liên quan tới cái mật độ điểm ảnh như mới nãy mình nói đó. Thằng DB thì nó sẽ phụ thuộc vào mật độ điểm ảnh, còn SB nó không phụ thuộc vào mật độ điểm ảnh. Có nghĩa là gì? Cái cho dù là cái điểm ảnh của nó nhiều đi chăng nữa thì sao? Thì cái kích thước của nó vẫn giữ nguyên. Nó tự động nó sẽ co giãn theo đúng cái kích thước của cái mật độ điểm ảnh. À, thế nên là cái test size này nè, các bạn phải sử dụng cái SB giúp mình nha. Đây ví dụ như đây mình để là 24 SB. Đó, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ phóng bự ra. À, còn khi mà ở đây nè, mà các bạn để mà DB nha. Các bạn để DB nè thì ngay lập tức cái chỗ này nó bôi màu vàng liền. Bôi màu vàng này. Đó, khi mà các bạn rê chuột vô ha thì các bạn sẽ có được một cái gợi ý là gì? Nên sử dụng SB thay thế cho DB với cái test size này. Đó, có nghĩa là gì? Nó sẽ bắt buộc là gì? Cái thằng này nè, mình phải sử dụng là SB. Ha, sử dụng SB ha, để cho cái kích thước của cái chữ là mình sẽ sử dụng SB nha. Rồi, size chữ có, bây giờ mình muốn là gì? Bây giờ mình muốn cái màu của nó. Cái màu của nó thì mình sẽ có là gì? Text color ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có cái text color ha. Đây. Text color. Rồi, text color luôn. Rồi thì cái text color này nếu như mà các bạn đã có những cái màu mà các bạn định nghĩa sẵn ở trong cái color.html á thì các bạn có thể gõ nó ra thẳng trực tiếp luôn, giống như là cái việc mà các bạn sử dụng background vậy đó. Ha, còn ví dụ nếu như mà không có thì các bạn cứ để cái mã màu như bình thường. Ha, ví dụ như ở đây mình có là cái hồng cánh sen rồi, mình đã định nghĩa cái hồng cánh sen mới nãy rồi đúng không? Thì ở đây các bạn có thể là sử dụng cái hồng cánh sen. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Cái thằng này nó đổi thành màu hồng nè. Còn nếu như mà các bạn không có những cái thằng định nghĩa thì sao? Các bạn có thể là chèn nó vô bất kỳ một cái màu nào đó ha. Đây ví dụ như ở đây nè. Đó, ví dụ như chèn cho nó vô cái màu xanh này đi. Đó, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ đổi màu ha. Nó sẽ đổi cái màu tương ứng. À, các bạn có thể là đẩy cho nó một cái mã màu vô trong này cũng được luôn. Hoặc là nếu như các bạn đã định nghĩa sẵn rồi thì các bạn cứ gọi A cộng ra, các bạn lấy cái màu tương ứng ra. Đây ha, A cộng cánh sen. Đó, nó sẽ ra được cái màu tương ứng. Được không ạ? À? Được không? Được không? Ổn không? À, được đúng không? Sao? Vụ gì? Không được vụ gì? Được không ạ? À? Được không? Rồi, tiếp nha. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ mình sẽ có, ngoại trừ cái màu ra thì mình sẽ có thêm một cái nữa, là một cái thằng nữa, nó được gọi là style. Nó gọi là test style. Rồi, test style này nó là gì? Nó sẽ có ba cái trạng thái, nó là pull là in đậm, cái italic là in nghiêng, và normal là bình thường. Đúng không? Vậy thì ví dụ như cái chữ xin chào này mình để nó là pull. Đó, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ đậm cái chữ xin chào lên. Còn các bạn để nó là italic thì các bạn sẽ thấy là nó nghiêng, đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn vừa đậm vừa nghiêng thì sao? Chị. Mình muốn vừa đậm vừa nghiêng thì làm sao? Ghi sao mà hai cái được? Đây, mình ghi được một cái chữ pull à, rồi xong rồi sao? Cách ra ghi chữ italic hả? Sai. Nè. Đó, nó có nhận đâu, nó có biết cái pull italic này là cái gì đâu. Gạt xuống, đúng rồi, ok ha. Vậy thì đối với ở trong thằng Android này, để mà mình có thể kết hợp cả hai giá trị cùng một lúc thì mình sẽ có một cái cách, đó là gì? Mình sẽ sử dụng cái dấu gạch đứng. Đó, các bạn sẽ thấy ha, vừa in đậm vừa nghiêng. Dấu gạch đứng này là cái dấu mà nó nằm ở trên cái phím Enter á. Nằm ở trên cái phím Enter, nhấn phím Shift. Cái phím mà nằm ở phím trên cái phím Enter á, nó sẽ có cái dấu gạch đứng. Gạch đứng nha, chứ không phải là dấu sẹt nha. Dấu sẹt này nó khác. Sẹt sắc, sẹt huyền nó khác nha. Cái này là gạch đứng lên. Từ từ, bình tĩnh. Cái gì mà nôn quá.
Rồi bây giờ á, bây giờ bạn này bạn mới hỏi á, là bây giờ á, mình in nằm in nghiêng được, ok rồi, bây giờ mình muốn xài phông chữ khác á, thì mình sẽ làm như thế nào, đúng không? Rồi xài phông chữ khác, đặc điểm đầu tiên để mà các bạn sử dụng được cái phông chữ á, thì các bạn phải có cái phông đó trong cái project Android của mình. À, có nghĩa là các bạn phải down cái phông đó về, bỏ vô trong cái project Android của mình. Và các bạn sẽ sử dụng một cái thằng, nó được gọi là typeface. Typeface ha. Typeface các bạn có thể search thêm ha. Cái này á, cái này các bạn có thể search thêm nếu như các bạn muốn sử dụng ha. Đây, nó sẽ có một cái thằng nó được gọi là typeface Android ha. Đây. Typeface này này các bạn. Thằng typeface này là cái thằng để nó quản lý được cái phông của mình á. Đây các bạn có thể thấy ha, cái này thì nó không có. Đây, ví dụ nha, các bạn thấy ha, custom lại cái typeface, có nghĩa là custom lại cái phông của mình á. Đây các bạn thấy nè, typeface được được mặc định là cái Toronto đó ha, cái Toronto ha. Vậy thì bây giờ mình muốn đổi thành một cái phông khác thì mình còn phải để cái phông đó vô trong cái project của mình. Rồi sau đó là mình sẽ sử dụng cái typeface để mình set cái phông chữ lên ha. Đấy nha. Rồi cái này là mình nói thêm thôi, để cho bạn nào mà muốn xem thêm thì các bạn sẽ xem thêm nha. Vậy? Gạch dưới hả? À rồi, tiếp. Bây giờ gạch dưới gạch sao? Bây giờ không có underline đúng không? Bây giờ gạch sao? Thôi à, ok. Trời ơi, các bạn hỏi gì mà mình chả biết. Trời ơi, mấy cái này. Rồi mình không biết là mình search Google thôi, không có gì phải bình thường hết. Rồi nhưng mà hên, cái này mình biết à, ok. Rồi rồi vậy thì bây giờ cái thằng này nè, nó sẽ không có underline, không có underline nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn làm underline thì bây giờ làm sao? Rồi đây xem, mình quay lại cái screen luôn. Đặc điểm của thằng Android á, nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là gì? Mình có thể hiển thị được HTML lên trên Android. HTML lên trên Android. Rồi, vậy thì bây giờ giả sử ha, bây giờ mình muốn hiển thị cái chữ Hello Girl này nha. Hello Girl này bây giờ mình in nghiêng, quên lộn, gạch ngang nó. Rồi, vậy thì ở đây nè, mình sẽ sử dụng gạch ngang á, là mình sẽ có là thẻ U đúng không? Mình sẽ có một cái thẻ U. Rồi, ví dụ như ở đây mình để cho nó một cái thẻ U bình thường nha. Thẻ U như bình thường. Được không ạ? Thẻ U như bình thường nha. Có nghĩa là thẻ U của cái chữ Hello Girl nha. Còn cái này là Hello Boy đi. Đó, Hello Boy phải gạch ngang, gạch chân Hello Girl. Rồi, vậy thì khi các bạn muốn mà gạch như vậy thì các bạn phải đưa cái HTML đó vô trong cái thẻ string, chứ mình sẽ không có làm trực tiếp ở trong cái XML được ha. Thì khi mà các bạn có cái string này xong thì sao? Thì bây giờ nghe ở bên này nè. Đây, ví dụ như chữ xin chào bên này của mình đâu. Đây ha. Vậy thì ở đây mình sẽ là A cộng Hello Girl. Đó, các bạn sẽ thấy đây. Gạch đơn nha. Phép sử dụng hòa hả? Rồi, ok ha. Đó, mình sẽ gạch ngang nha. Và ngoại trừ cái việc gạch ngang này ra thì các bạn sẽ có một số cái thằng mà HTML đơn giản á, thì các bạn có thể bỏ vô trong cái string đó, các bạn sẽ thấy mình sẽ show lên được hết nha. Gì? BR xuống hàng á hả? Ôi trời ơi. À, xuống hàng á thì mình sẽ không có sử dụng BR nha các bạn. BR nó kiểu như là nó hay quá ha. Mình sẽ sử dụng một cái thằng là sẹt N nha. Đó, xuống hàng liền. Trời ơi. Tưởng gì? Mấy cái này mình biết hết. À. Sẹt N nha. Rồi ok. Chữ sao? Trời ơi, dăm ba mấy cái này. Bản chất à, tại vì á là dài nè, mình nói cho các bạn nghe nguồn gốc của thằng Java nha. Nghe nguồn gốc của thằng Java nè. Thằng Java á, nếu như các bạn học về cái lịch sử của thằng Java á, của môn Java 1 á, chắc các bạn không nhớ đâu, là thằng Java nó được phát triển bởi C. Có nghĩa là thằng C nó có trước, sau đó là thằng Java nó phát triển bởi C. Vậy thì khi mà phát triển có nghĩa là gì? Nó kế thừa những cái mà của thằng C nó có. Vậy thì thằng C nó có sẹt N thì thằng này nó có sẹt N. Vậy thôi. Hết. À, tại vì cái này nó là Java mà. Cái thằng này nó Java. Vậy thì nó kế thừa thì mình... Giống như là gì? Giống như là cái thằng C với thằng C cộng cộng ấy. C với thằng C++ ấy. Đó. Thì cái thằng C nó có cái gì? Thì thằng C cộng cộng nó sẽ có cái đó. Và nó sẽ có những cái ưu điểm khác so với thằng C.
Đó, thì nhưng mà CNN thì nó cần dùng bên stream. Ừ đúng rồi, đúng. Thì mình không thích dùng bên stream thì mình có thể là CNN ngay trực tiếp vào đây nè, ví dụ như là ha ha con gà nè, rồi CNN con heo. Đó, nó vẫn xuống như bình thường nha. Vẫn xuống như bình thường à. À, tại vì CNN nó là một cái chuỗi bình thường thôi, không có gì hết trơn. Có luôn. Trời ơi sao mày mấy đứa này sao vậy? Đấy, táp ra đó, nhưng mà nó táp hơi ít nè. Tao xẹt tê cho thêm thêm miếng nữa đấy, được chưa? Còn nếu như mà chưa thấy rõ thì về nhà xem lại cái video thấy nó táp 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 ra được. À, vậy đi nha. Rồi, ok ha. Rồi, đấy. Rồi, và ngoại trừ cái việc mà mình sử dụng cái thằng này ra thì mình cũng học hôm trước mình học rồi về cái việc là shadow đúng không? Shadow thì mình sẽ có bốn cái thằng. À, mà mình sử dụng shadow thì mình sẽ có đầu tiên là color, dx, di với lại là radius ha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ có là shadow color. Mình chọn cái màu cho cái bóng của mình. À, rồi ví dụ như ở đây là chọn cái màu cái bóng là màu màu đen đi. Màu đen ha, bóng đen. Rồi, dx gọi cái dx ví dụ như là 10. Rồi ok, di. Còn nhớ di nó là gì không? Nó là gì? Trục đúng không? À, nó sẽ quyết định cái bóng của mình á là nó đổ về về hướng nào ấy ha. Ừ, trục tung trục hoành á, ghê lắm. Toán đồ quá trời. Rồi, 5. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là nó sẽ đổ một cái bóng. À, đổ cái bóng theo cái trục này. À, đây mình nhắc lại ha. DDI này là nó sẽ là phụ thuộc vào cái bóng này nè. Ví dụ như là cái bóng này á. Đây ha. Ví dụ như là cái bóng này mình đang để 10 đúng không? Bây giờ mình tăng nó lên là 50 thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó đẩy cái bóng qua bên bên phải. Còn nếu như mà các bạn để nó là gì? Ví dụ như là trừ 50 thì sao? Nó sẽ đẩy cái bóng về bên trái. À, nó chính là cái trục OX của mình. Và tương tự cái OY này cũng vậy luôn. Nếu như mà gì mình để nó là trừ 20 thì các bạn sẽ thấy là nó đẩy lên trên. Còn ví dụ như mà các bạn mà để mà cộng 20 thì nó sẽ đẩy xuống dưới. À, còn nếu như mà các bạn để số 0 như thế này á, thì nó sẽ là ngang cái trục thôi, ngang cái trục ô của mình đấy. À, rồi tương tự như cái thằng này cũng vậy luôn. Nếu như mà mình để nó là số 0 thôi thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ khớp với cái hình của mình. Ha, à, đấy. Rồi, ok, đó là cái test view của mình. Ha, à, test view của mình ha. Rồi, các bạn nào hỏi han gì không? Hỏi đi. Hỏi đi. À, bạn muốn là cái chữ click nó đi lên đúng không? Rồi, ok, từ từ. Ủa, chưa mà, mới cái test view mà, mẹ. Từ từ. Nôn cái gì mấy đứa này nó nôn quá. Ờ, test view đi chỗ khác là đi đâu? Bây giờ mình đi đâu? Mày đi đâu tao tao đi được hết nha. Rồi bây giờ mình muốn là nhích sang bên trái xíu đúng không? Thì mật kinh nét, mật kinh star. Đấy. Được không ạ? À? Chưa, từ từ. Nó sẽ có một cái thuộc tính nữa, nó được gọi là graffiti nữa. Từ từ, bình tĩnh, chưa có nôn, chưa có nôn. Nôn quá trời nôn. Có nhớ được hết mấy cái này không mà bài đặt nôn? À, cái này á là các bạn á, ban đầu á các bạn có thể là các bạn quên một số cái thuộc tính, nhưng mà sau khi mà các bạn làm quen về sau á, mình chắc chắn rằng với các bạn một điều luôn là các bạn thực hiện cái việc mà các bạn xây dựng giao diện bằng code nó sẽ rất là nhanh. Nhanh hơn cái việc mà các bạn kéo 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 thả. Tin mình đi, luyện code đi, nhanh lắm. Nhanh lắm nha. Rồi, bây giờ nè. Bây giờ nó sẽ có một cái trường hợp nữa. Đây, bây giờ nha, cái test view xong nha. Rồi bây giờ á, là mình sẽ nói tới một cái thằng nó được gọi là graffiti. Graffiti nha. Rồi graffiti á thì mình sẽ demo ở trên cái thằng Linear này. Bây giờ mình phải có cái thằng Linear này mình mới mới demo được cái graffiti này. Rồi đây. Enter xuống nha. Bây giờ mình sẽ có một cái thuộc tính nó được gọi là graffiti. Rồi graffiti nha. Nó có hai cái thằng, một là layer graffiti với một cái là graffiti. Bây giờ mình để thằng đầu tiên trước là cái thằng graffiti trước. Rồi thằng graffiti này khi mà các bạn để nó lên thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều cái thằng ở trong này ha. Rồi bây giờ giả sử đầu tiên đơn giản nhất đó là gì, mình sẽ xét cái giá trị của graffiti này là center. Rồi mình nhấn center đấy. Đây 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 đây, nó sẽ di chuyển cái thằng những cái widget bên trong của nó sẽ vô giữa, vô giữa nha. Rồi bây giờ giả sử như ở đây mình để nó là bottom
Đó. Chữ did, ok. Rồi, nếu như mà ở đây mà mình để nó là chữ end thì nó đẩy sang bên phải đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn là gì? Mình muốn là nó nằm ở giữa mà bên phải thì mình làm sao? Ở giữa mà bên phải. Center. Ở giữa bên phải mà. Đúng rồi, center end đúng không? Rồi vậy thì ở đây kết hợp thì mình làm gì? Đúng rồi, center. Đó. Được không? Ha, chính giữa mà bên phải, đúng không? Chính giữa bên phải. Ha. Rồi, ngoại trừ mấy cái thằng mà cơ bản này ra nè là top gì? Top bottom star end á thì nó sẽ có thêm một số cái thằng nữa, ví dụ như là center vertical. Center vertical, mới nãy mình nói vertical nó là gì? Là chiều dọc đúng không? Nó xác định chiều dọc. Vậy thì là center vertical có nghĩa là dọc ở giữa, có nghĩa là gì? Nó sẽ dựa trên cái kích thước chiều dọc của cái thằng đó thì nó sẽ canh ở chính giữa. Vậy thôi. À, cái thằng này nó bóp bao nhiêu, ví dụ như đây mình mật in vô đó thì sao, nó vẫn sẽ canh ở giữa so với cái kích thước còn lại của cái thằng này. À, còn lại bao nhiêu thì nó sẽ canh vô. À, nó là center vertical ha. Nó sẽ có thêm một cái nữa là center horizontal. Đó. Là nó sẽ theo cái chiều ngang của cái thằng này. Được không? Ủa, được không? Gì? Gì? Sao? Sao á? Mới nói xong rồi. Horizontal là chiều ngang. Horizontal là ngang. Còn vertical nó là dọc nè. Giống như là cái thằng orientation nè. Vertical thì nó là chiều dọc, mà còn horizontal là chiều ngang. Trời ơi mấy cái đứa này, học trước quên sau, học sau quên trước. Hay quá trời. Rồi. Quên luôn hả? Ok. Rồi. Gì khó hiểu hả? Đứa nào mới nghe gì khó hiểu gì đó. Ta nghe lóng thóng cái chữ khó hiểu gì á. Ai? Sao cái vụ gì vậy? Gì nó nói gì á? Làm cái khúc mới nãy là khúc nào? Vertical hả? Nè, có nghĩa là vậy nè. Đây. Mình sẽ có cái thuộc tính graffiti. À, cái trong cái thằng Android á, tất cả các layout, tất cả các layout nha, nó đều có chung một cái đặc điểm. Đó là gì? Là tất cả các widget mà các bạn được tạo ra ban đầu á, là nó sẽ đều nằm ở góc trên bên trái. Các bạn sẽ thấy á, cái nào cũng vậy luôn. Các bạn có nhớ là cái lúc mà mình làm sử dụng cái control layout mà hôm trước á, mà các bạn kéo đại ra mà các bạn không có làm thao tác gì hết trơn á, thì khi mà các bạn chạy lên á là ngay lập tức là những cái widget đó nó sẽ dồn ở bên góc trên bên trái hết trơn á ha. Rồi vậy thì bây giờ cái thằng graffiti này nè, cái thằng graffiti này nha, nó sẽ xử lý sao đây? Bây giờ graffiti nha, bây giờ graffiti á là nó sẽ có 5 cái thằng cơ bản, nó là top, bottom, star, end với là center, là 5 cái thằng đó là 5 cái vị trí, được không? Thì bây giờ ngoại trừ 5 cái thằng đó ra thì nó sẽ có hai cái thuộc tính mình thường hay xài, đó là center vertical và center horizontal. Thì cái từ vertical với horizontal các bạn phải xác định xem thử là nó là quyết định chiều gì. Vertical nó sẽ là dọc mà còn horizontal nó sẽ là ngang, được không? Vậy thì center vertical có nghĩa là gì? Là ở chính giữa so với chiều dọc, đúng không? Vậy thì ở đây nè, các bạn để nó là center vertical thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ vô được chính giữa ở chiều dọc. Thì chính giữa chiều dọc này nó sẽ quyết định là cái vị trí mà nó hiển thị ở đây nè, nó sẽ quyết định nhờ cái kích thước của cái thằng mà mình đang gọi cái graffiti này. Thì các bạn thấy cái kích thước của cái thằng mình đang gọi graffiti này á, nó chính là cái thằng Line layout của mình. Hiện tại là cái margin của mình nè, cái margin của mình là đang là 50 dB. Thế nên là các bạn sẽ thấy là gì, nó sẽ nằm ở trong cái khoảng cách này. Nhưng mà ví dụ như ở đây mà mình thay đổi, ví dụ như nó còn 10 dB thôi, thì các bạn sẽ thấy là gì, nó vẫn sẽ là chính giữa luôn, nhưng mà nó sẽ so theo cái kích thước này. Hiểu không ạ? Có nghĩa là cái thằng mà nó gọi cái graffiti á, nó có kích thước như thế nào thì nó sẽ center như vậy luôn. Được không? Rồi. Và tương tự như vậy thì mình sẽ có là center horizontal ha. Đó, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ dựa theo cái chiều ngang của mình. À, dựa theo cái chiều ngang của mình ha.
giá trị mặc định là sao? Không, Gravity không có pixel. Gravity không có pixel nha. Gravity nó chỉ có mỗi những cái thằng mà thuộc tính mặc định có sẵn thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn là gì, bây giờ các bạn vô chính giữa rồi mà các bạn thấy mà không ưng á, thì các bạn sẽ merge thêm, merge thêm một xíu ha. Chứ mình sẽ không có set được mấy cái thằng kia nha. Đây, bây giờ bạn kêu là bây giờ mình đưa cái thằng này, đưa thằng này xuống cái test view. Không chạy. Tại vì cái ở trên nó không xanh, cái biểu màu xanh nó bò vừa thích cái thằng gà đâu. Ừ, thì sao? Nên là nó đâu có vô dữ. Vậy thì bây giờ mình làm sao mà để cho Gravity này chạy? Cái line width. Để nó làm map parent. Để nó làm map parent. À, ok. Ok ha. Đúng. Có nghĩa là gì? Nó sẽ đi theo cái kích thước mới nãy mình nói đó, mới nãy mình nói đó, nó sẽ đi theo cái kích thước của cái thằng mà nó đang chứa cái Gravity. Ha. À, vậy thì mới nãy á, ngay cái chỗ này nè, mình để cho nó là wrap content. Wrap content có nghĩa là gì? Nó đã co giãn theo đúng cái nội dung bên trong của thằng này rồi. Vậy thì nó đâu có chạy đi đâu được đâu. Đúng không? Nó không có chạy đi đâu được hết trơn. Mà khi mà mình để nó map parent có nghĩa là gì? Cái độ dài của cái thằng test này nè, nó sẽ bằng với độ dài của cái thằng cha, đúng không? Thì có nghĩa là cái độ dài nó dài ra như thế này thì nó có thể là gì? Center được với cái khoảng cách đấy. Ha. Vậy đó. Ha, rồi vậy thì bây giờ mình để nó lại là wrap content nha. Rồi. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái thằng là layer gravity. Rồi. Ê, đâu chuột đâu rồi? À đây. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ chạy theo cái gì? Cái thằng Gravity này, layer Gravity này nha. Layer Gravity này nó là cái thằng dùng để mình có thể điều chỉnh cái vị trí của những cái thằng bên trong của một cái thằng nào đấy. Ha. Còn cái thằng Gravity á, Gravity nó sẽ là điều chỉnh những thằng con, tất cả những thằng con. Còn cái thằng layer Gravity là mình sẽ điều chỉnh từng thằng. Được không ạ? Được không? Ha, chứ mình đừng có dạy gì mà mình thay đổi cái width 2 nha. Ai đâu mà rảnh mà thay đổi width 2 ha. Không có thay đổi cái chiều rộng chiều cao của nó nha. Mình sẽ sử dụng layer gravity hoặc là gravity để mình có thể là mình xử lý được cái việc này nha. Rồi, thì cái thằng layer gravity á, nó cũng y chang như cái thằng kia vậy đó. Nó cũng sẽ có những cái thuộc tính y chang luôn. Ví dụ như ở đây mình để cho nó là bottom đi. Bottom thì nó không có cái gì hết trơn, tại vì là cái thằng này nó đang ở ngang như thế này nè. Mình để cho nó end á là nó chạy qua được đó, end. Đó, nó sẽ chạy qua được ha. Nó tùy thuộc vào cái giao diện của mình mà mình có thể thay đổi theo nó nha. Rồi, ok. Được chưa ạ? Rồi, tiếp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống cái thằng tiếp theo nè. Mình nói sơ qua một lần như thế này là các bạn nhìn vô, mình sẽ cho các bạn về. À, bây giờ mình sẽ cho các bạn về nha. Về nhà các bạn sẽ làm bài tập, mình sẽ lấy điểm cộng. Lấy điểm cộng luôn. Đó là tí nữa mình sẽ nói về cái bài tập cho nghe. Rồi. Bây giờ nó như thế này. Bây giờ mình tới cái button. Thì cái thằng button này á, nó sao? Nó cũng sẽ có những cái thuộc tính y chang như là cái thằng test view vậy đó. À, rồi. Bây giờ đầu tiên là mình có cái test. Đúng không? Cái test nó chính là cái nội dung bên trong của cái button này. Rồi. Thì bên trong nội dung button này á, thì mình sẽ có thêm là cái gì nữa? Mình sẽ có cái size chữ. 30 SB. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sai chữ nó bự ra ha. Thì sai chữ nó bự ra thì sao? Thì cái thằng 2 nó sẽ bự ra theo. Tại vì sao? Nó là wrap content mà. Wrap content là gì? Nó theo cái nội dung bên trong, đúng không? Nội dung bên trong nó bự ra thì sao? Thì cái thằng nút nó bự ra. Vậy thôi ha. Rồi, tiếp theo ở trong này nó sẽ có thêm một cái thằng nữa là background. Rồi, ok. Bây giờ nè, Xem. Cái button này bây giờ mình muốn thay đổi cái màu của cái nút đấy. Rồi, thì thường thường á, cái màu của cái nút là chính là cái màu tím tím này, đúng không? Mặc định là màu tím tím. Thì thường thường cái nền của mình nó chính là background, đúng không? Rồi, bây giờ mình thử cái background đi. Bây giờ mình đổi sang một cái màu khác. Không ra mà nó lại còn sao? Nó lại còn mất cái style của cái nút luôn. Ha, biến dạng luôn. Vậy thì bây giờ thay vì nó chỉ đặc điểm ngay chỗ này nha, button á, để mà mình thay đổi màu nền mình không sử dụng background mà mình sẽ sử dụng một cái thằng nó được gọi là background type.
đó, chỉ có mỗi cái thằng này thôi để sử dụng background type cho mình. Rồi ok, sử dụng background type đó, đổi qua được cái màu nha. Đây các bạn có thể là đổi thành màu đỏ nè, được không ha, đổi thành màu đỏ ha. Rồi bây giờ cái chữ clip này mình không thích màu trắng, mình thích là nó màu màu xanh, thì bây giờ mình làm sao? Rồi sử dụng text color. Sao vậy, mới học xong sao vậy? Đó đây, đổi nó lại thành màu xanh. Ờ đây đó, đổi thành màu xanh nha. Có nghĩa là gì, cái thằng nào mà thuộc của thằng nào thì mình cứ xài của thằng đó thôi ha. Rồi ok ha. Rồi button, rồi mình có cái gì trong này, cái button a có đây, có nữa, nó sẽ có cái thằng này á, thì thường thường là nó sẽ không có xài, nó sẽ không có xài, nhưng mà mình sẵn mình nói luôn, đó là ở trong thằng button này nè, mình sẽ có một được một cái thằng nó được gọi là drawable ha. Rồi drawable này nó sẽ là như sau nè, đây drawable đó, nó sẽ có một cái drawable nha. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ dùng drawable left nha, left hoặc là style cũng được, drawable style đi. Rồi ví dụ như ở đây nè, bây giờ coi thử mình để vô cái icon thử nó có ăn không đã. Chết rồi, cái thằng này nó không ăn rồi, drawable left nó mới ăn hay gì á. Rồi ok, nhưng mà cái này nó ít xài lắm các bạn. Mình nói cái thằng này là nó cũ rồi, nó xa xưa rồi, nhưng mà mình nói cho các bạn biết luôn, đó là gì, thằng button của mình đó là mình có thể chèn cho nó một cái icon ha, chèn cho nó một cái icon ha. Rồi ví dụ như ở đây nè, mình có một cái hình đúng không, mình có thể chèn cái thằng đó vô trong cái thằng này luôn ha. Hoặc là ví dụ như ở đây nè, các bạn có thể chèn cho nó ở trong thằng drawable turf đi. Đó, các bạn sẽ thấy là gì, nó sẽ chèn được ha, chèn được ở bên mấy cái cạnh của cái button á. Nhưng mà ở đây á, cái thằng này nó hơi xấu hả, cái thằng drawable nó hơi xấu nha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mở rộng ra nha, chỉ cho các bạn cái cách mà mình sẽ tự tạo một cái icon ngay ở trong thằng Android luôn, thì mình sẽ tạo như thế nào ha. Một là các bạn có thể add cho nó một cái hình, các bạn copy cái hình nữa, bạn bỏ vô cái sụt, bỏ vô cái project á, rồi các bạn gọi cái hình nó ra. Hai là các bạn sẽ có thể là các bạn tạo một cái icon ngay trực tiếp vô trong thằng project Android luôn. Nhưng mà cái thằng icon ở tạo trực tiếp vô trong thằng Android, nó có một cái đặc điểm rất là hay. À, nó là gì? Icon của nó sẽ được tạo bởi vector. Bởi vector nha. Đây. Không có gì hết trơn, nha mấy bạn. Đây, không có gì hết trơn. Nó là những cái thuật ngữ mà chắc chắn sau này các bạn sẽ được gặp cái vụ vector này. Không có gì hết. Nó tự tạo. Nó tự tạo. Trời ơi, muốn khóc luôn à. Hình học không gian muốn khóc luôn. Vector rồi. Vector có hướng, vector vô hướng hả? Rồi, ok. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tạo một cái icon đó. Thì mình sẽ tạo như thế nào ha? Rồi, ở đây nè. Mình sẽ nhóm một cái drawable nha. Ở trong cái resource của mình nó sẽ có một cái folder nó tên là drawable. Rồi, drawable nha. Rồi, mình sẽ nhấn chuột phải vào drawable á. Mình chọn vô new. New ha. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái thằng. Các bạn sẽ thấy ở đây nè. Nó sẽ ghi một cái chỗ, nó ghi là vector asset. Vector asset nha. Rồi, thì cái thằng vector asset này á, nó là cái gì? Thực chất, nó vector asset có nghĩa là vậy nè. Các bạn nhớ cái vụ cũng là mật độ điểm ảnh luôn, cũng là cái DBI của mình á, mật độ điểm ảnh của mình á. Thì nếu như mà các bạn bỏ một cái hình ảnh mà ví dụ như các bạn có một cái kích thước là 96x96 pixel đi. À, 96x96 pixel. Thì khi mà các bạn bỏ vô cái đó, các bạn bật lên một cái thằng mà nó có mật độ điểm ảnh nó dày á, thì cái hình ảnh nó chắc chắn là nó nhỏ. Còn nếu như mà nó lớn á thì sao, nó bể cái hình nó ra. Vậy thì cái thằng vector này nó khác. Vector này nó sẽ sao? Co giãn theo mật độ điểm ảnh vậy thôi. Ha, à, cái thằng này nó sẽ tự động co giãn theo mật độ điểm ảnh. Mình không cần làm gì hết trơn á, mình chỉ cần tạo nó ra thôi. Còn mình không cần quan tâm là trong đó nó viết cái gì hết trơn, không cần quan tâm luôn. Ha, à, đây, mình sẽ gọi chuột phải drawable chọn new chọn vector asset nha. Rồi, sau đó là ở trong này nè, nó sẽ có một cái clip art, các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ có clip art này, các bạn nhấn vô clip art. Đó, nó sẽ ra được rất là nhiều cái icon ở đây. Rất nhiều cái ha. Cái bộ này là cái bộ material của Google á. Ha, đó, nó có rất là nhiều, các bạn muốn search cái gì cũng được, ví dụ như là chữ home. À, thường thường là chữ card đi. Đó, thanh toán rồi đi. Rồi đấy, ví dụ như vậy ha. Đó, các bạn chọn cái thằng đó rồi các bạn nhấn ok. Rồi, các bạn chọn cho nó một cái màu. Chọn cho nó một cái màu ha, ví dụ như ở đây. Ôi trời. Đó, xe đẩy màu xanh này đi. Rồi, ok ha. Rồi, đặt tên lại cho cái thằng này luôn cũng được luôn.
Ví dụ như là IC card là icon card đó. Rồi các bạn chỉ còn nhấn next, rồi các bạn nhấn finish thôi. Đó, ngay lập tức nó sẽ ra được cho mình một cái IC card này. Thì IC card này khi mà các bạn bấm vô á, thì nó là vector thôi chứ nó gì hết trơn. Có nghĩa là gì? Nó sẽ kết hợp một đống cái vector này nè. Nó sẽ vẽ lên thành được một cái hình như thế này luôn. Ha. Còn các bạn đọc cái này mà bây giờ các bạn đố mình là trong cái này nó vẽ cái gì thì mình chịu. Không biết. Không biết à, nó tự vẽ mà sao mình biết được ha. Thành nên là mình tạo ra xong rồi mình xài thôi, mình đừng có rảnh rỗi mà mình vô trong này mình vẽ đồ mà lắm nha. Rồi vậy thì bây giờ mình xài thì mình xài làm sao? Cũng vậy luôn, mình cũng sẽ gì? Mình sẽ gọi nó ra thôi. Đó, có nghĩa là mình có cái file thì mình gọi nó ra thì mình gọi cái tên nó ra thôi. Rồi cái tên của nó là IC card. Đây, IC card nhấn enter. Đó, các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ ra được cái icon. Nha, nó sẽ ra được cái icon ở trong cái button của mình luôn. Đó, ha. Và cái icon này nè, là hôm sau á, là mình sẽ học được về cái việc là mình click được luôn. Mình click nó được luôn, có nghĩa là mình cái nút mà, mình phải click nó được luôn, nha. Rồi, ok ha. Rồi. Chưa. À, giải tán hả? Rồi, ok, rồi. À, mấy giờ rồi? À, chưa, chờ xíu, chưa hết giờ. Chưa hết giờ. Chưa hết giờ.